cô chào tất cả các em học sinh khối 6. Nếu chúng ta sẽ tìm hiểu về môn địa lý. Thì hôm trước chúng ta đã tìm hiểu được bài số 1. Hôm nay chúng ta sẽ vào bài số 2, là ký hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng. Thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hai nội dung. Nội dung thứ nhất là ký hiệu bản đồ và chú thích. Nội dung thứ hai là các loại ký hiệu bản đồ. Rồi bây giờ các em đi tìm hiểu vào nội dung thứ nhất là ký hiệu bản đồ và chú thích. Bây giờ các em quan sát vào hình 2.1. Thì quan sát vào hình 2.1, các em hãy cho biết ký hiệu A, B, C, D tương ứng với nội dung của các hình nào. Hình 1, hình 2, hình 3 và hình 4. Rồi bây giờ các em quan sát vào hình thứ nhất. Các em nhìn vào thì các em thấy đó là có các bãi biển. Thì nó sẽ tương ứng đó là vào là C, là vào 1, là biển, bãi biển. Rồi sang cái thứ hai là các em nhìn vào đó là nó có rừng cây. Và đây nó tương ứng sẽ là rừng lá kim thì nó sẽ là B, là 2, là thuộc vào B. Rồi các em nhìn sang hình số 3 là các em thấy các bãi cát trắng thì nó sẽ thuộc vào sa mạc. Rồi hình cuối cùng là số 4, các em nhìn thấy một hình máy bay nữa thì nó sẽ tương ứng là D. Là đây là về các ký hiệu trên bản đồ. Rồi, thì các em thấy là ký hiệu bản đồ là những hình vẽ này, màu sắc chữ viết mang tính quy ước dùng để thể hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ. Thì các em nhìn vào thì các em sẽ biết được đâu là biển, đâu là rừng, đâu là sa mạc, vân vân. Rồi, tiếp theo các em nhìn vào cái lược đồ này là về ký hiệu trong hình có đa dạng không và nó có những điều đó nó có tác dụng gì. Thì các em nhìn vào đây là bảng ký hiệu bản đồ ở Atlas ở Việt Nam mình, các em nhìn vào là nó rất là nhiều các hiệu, nó rất là đa dạng khác nhau, là mỗi ký hiệu nó tương ứng cho mỗi các nhân tố khác nhau. Thì các em thấy là ký hiệu bản đồ giúp chúng ta đọc và phân biệt được sự khác nhau của các thông tin thể hiện trên bản đồ. Rồi, bây giờ các em nhìn vào hai cái hình này, là hình 2. Hai hình này á, thì đầu tiên là các em hãy xác định về các yếu tố đó là bảng chú thích và ký hiệu. Thứ hai là các em hãy xác định cho cô là về ký hiệu nào nó thể hiện về mỏ sắt than, ký hiệu nào là nó thể hiện về đường ranh giới. Thì các em nhìn vào đầu tiên này, các em nhìn vào đây ta gọi đó là bảng chú thích, còn đây là ký hiệu. Thì các em nhìn vào đây này, sắt là nó hình tam giác đen này. Rồi về các ranh giới thì các em nhìn sang hình về các ranh giới. Rồi nhìn sang hình đây cho rõ này, đầu tiên là ký hiệu. Cô nói đầu tiên này, bên này là chú giải, bên này là ký hiệu. Thì về ký hiệu sắt thì nó là hình tam giác này, ký hiệu than là hình vuông này. Rồi đây là chú thích, đây là ký hiệu. Thì về ký hiệu về các ranh giới này, các em thấy nhìn vào các nét đất, giờ các nét đất thành phố và thuộc trung ương thì nét đất này nó đậm hơn, còn về nét đất của các huyện nó sẽ nhạt. Các em nhìn vào và có nét đất đậm này và nét đất nhạt. Còn ký hiệu ví dụ như là sân bay thì từ đó nó có ý nghĩa của ký hiệu là nó giải thích rõ trong bảng chú giải cho các em hiểu được. Rồi các em ghi cái phần này vào là ký hiệu bản đồ là hình vẽ màu sắc chữ viết vân vân mang tính quy ước dùng để thể hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ. Thứ hai là ký hiệu bản đồ giúp người đọc phân biệt được sự khác nhau của các thông tin thể hiện trên bản đồ. Và thứ ba là ý nghĩa của các ký hiệu được giải thích rõ ràng trong bảng chú giải
Rồi bây giờ các em sẽ đi tìm hiểu sang phần 2 lớn là các loại ký hiệu bản đồ. Thì bây giờ các em cũng đã có sách giáo khoa rồi. Bây giờ các em nhìn vào hình 2.1 và hình 2.3. Thì ký hiệu tượng hình là ví dụ như là về cái gì, và ký hiệu hình học là cái gì, rồi về các màu sắc và nét chải hay ta gọi là nét đất là nó như thế nào. Thì sau khi các em làm thì nó sẽ ra được như vậy. Ví dụ như ký hiệu tượng hình là họ vẽ cái máy bay vào nè. Rồi về ký hiệu hình học là ví dụ như than cô vừa nói là hình vuông nè. Rồi sắt là hình tam giác. Rồi về các màu sắc và nét chải là nó phân bố theo các độ màu nè. Rồi phân tầng độ sâu, rồi các đường ranh giới giữa các quốc gia, các tỉnh, rồi các sông vân vân. Rồi ví dụ như các em nhìn vào đây, ví dụ như là ký hiệu điểm thì nó được chia ra làm ba các ký hiệu này. Có ký hiệu điểm, thì ký hiệu điểm ví dụ như là các sân bay, cảng biển này. Rồi ví dụ như ngôi sao màu xanh là về nhà máy thủy điện, ngôi sao màu đỏ đó là về nhà máy nhiệt điện. Rồi về ký hiệu đường thì các nét đất này mà có dấu chấm ở giữa ta gọi đó là ranh giới giữa các quốc gia. Còn về các nét đất này đậm mà không có dấu chấm ở giữa ta gọi là ranh giới tỉnh. Rồi cái đường màu đỏ này ta gọi là đường ô tô này. Rồi ví kê ký hiệu diện tích, thì về diện tích thì thường là vùng trồng lúa thì là màu xanh này, còn về vùng các cây công nghiệp thì sẽ là màu đỏ. Rồi về các dạng ký hiệu khác nhau này, ký hiệu hình học này, các em nhìn vào. Rồi ký hiệu chữ, rồi ký hiệu tượng hình. Rồi các em ghi phần này vào. Là định nghĩa ký hiệu bản đồ là những hình vẽ màu sắc, chữ viết mang tính quy ước, dùng để thể hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ. Rồi các loại ký hiệu thì có 3 loại ký hiệu là ký hiệu điểm, ký hiệu đường và ký hiệu diện tích. Rồi bây giờ các em sẽ đi vào cái hoạt động luyện tập và vận dụng. Thì bây giờ các em quan sát vào cái hình này, và các em hãy xác định cho cô, trong sách các em cũng có là các em hãy xác định vị trí và độ cao của đỉnh núi Everest. Thì cái đỉnh núi Everest này, các em nhìn vào lục độ thế giới này, thì nó sẽ có độ cao là bao nhiêu nhỉ? Trong nhìn vào hình là đỉnh núi Everest nó có độ cao là 8.848 mét. Rồi thứ hai, bây giờ các em hãy xác định về vị trí và độ sâu của vực biển Mariana. Là về độ sâu của biển này là Mariana nó sâu bao nhiêu? Là 11.034 mét. Rồi tiếp theo các em hãy xác định là tìm dãy núi Rocky. Đây, đó là nó nằm ở khu vực Bắc Mỹ này. Đó là dãy núi Rocky. Rồi các em hãy xác định vị trí của sân bay Nội Bài ở nước ta. Đây là về sân bay Nội Bài của nước ta. Rồi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Thì các em học là các em vừa đây các em học thì các em ghi bài đầy đủ. Và cái vận dụng là các em phải tự làm các ký hiệu điểm rồi hình học, rồi bằng chữ, bằng cái bìa cứng. Rồi sau đó các em xem trước bài số 3 đi để hôm sau chúng ta sẽ học nha. Rồi bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Chúc các em học bài tốt.